diễm xưa, cát bụi hay phôi phai, những giai điệu quen thuộc của một trong những nhạc sĩ tài hoa bậc nhất âm nhạc Việt. 62 năm cuộc đời, 600 bài hát đã được để lại, và chẳng biết từ khi nào những giai điệu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại đi sâu vào đời sống của những con người yêu nhạc đến vậy. Mình chơi nhạc Trịnh từ khi cầm cây đàn guitar, học lớp 7, lớp 8 gì đó, tức là những năm 90, 20 năm nay thì ngày nào, tuần nào cũng chơi nhạc Trịnh, giống như là hít thở, như là ăn uống vậy. Từ những nghệ sĩ gạo cội cho đến thế hệ trẻ ngày nay, những giai điệu dung dị nhưng đầy sâu sắc của nhạc Trịnh đã trở thành một niềm cảm hứng bất tận. Anh Đạo là một người như vậy. Từ tình yêu nhạc Trịnh, một phòng trà đã được anh và những người bạn cùng đam mê lập nên nhằm mục đích tổ chức những đêm nhạc Trịnh mỗi tuần. Mười mấy năm nay chưa có một tuần nào vắng bóng âm nhạc của Trịnh Công Sơn trong hoạt động của phòng trà Trịnh Ca. Hiện tại bây giờ thì những nghệ sĩ đang hoạt động trong các cái chương trình âm nhạc thường tuần tại Trịnh Ca thì khoảng gần 30 nghệ sĩ. Không dừng lại ở đó, nhạc Trịnh ngày nay còn là nguồn cảm hứng cho những ý tưởng mới mẻ của những nghệ sĩ trẻ như Hà Lê. Với dự án làm mới nhạc Trịnh, Trịnh Contemporary, hay đơn giản chỉ là thưởng thức cái đẹp, sự sâu sắc của nhạc Trịnh, tìm về những giá trị thuần khiết của âm nhạc như ca sĩ trẻ Lê Tâm. Ở những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì Tâm thấy có đời sống của mình trong đó. Những bài hát mà Tâm yêu thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là những tác phẩm như Phôi Pha, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Những tác phẩm đó không phải là Tâm cũng hiểu hết, mà có khi cả cuộc đời tìm hiểu về bài hát để hát nhạc Trịnh Công Sơn. Âm nhạc của anh chị Công Sơn ấy, thì nó len lỏi, nó đi sâu dần vào không những ở cái thế hệ chúng tôi mà đến cả cái giới trẻ, các bạn trẻ bây giờ, làm cho cái tâm hồn ta cảm thấy thanh thản hơn. Và có những ca khúc thì nó làm cho mình chiêm nghiệm cái cuộc đời của mình nhiều hơn. Nhạc rap đã dùng một số bài của anh Sơn để đưa vào thể loại nhạc rap. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên mở lòng để đón nhận tất cả những cái gì mới mẻ. Vì thế hệ trẻ có thể là qua nhạc rap hiểu dễ hơn về nhạc của anh thôi. Tròn 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, nhưng những giá trị mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại không chỉ là một di sản âm nhạc, mà đó còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tạo mới mẻ và đầy hứa hẹn.